Đặt khi này vô các ngài đáng thọ lãnh của tính thi tinh lý nhân quả đem đến dân cung. Anjalikara này vô các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang punyaketang lokasati, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kiệt. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh biên tri, 12.000 vị chánh biên tri và 500.000 vị chánh biên tri. Con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biên tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường xin nhờ oai lực của các bậc chánh biên tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thấy đều diệt tăng. Con đem hết lòng thành kính làm lễ 55 vị chánh biên tri, 24.000 vị chánh biên tri và 1.000.000 vị chánh biên tri. Con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biên tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường xin nhờ oai lực của các bậc chánh biên tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thấy đều diệt tăng. Con đem hết lòng thành kính làm lễ 109 vị chánh biên tri, 48.000 vị chánh biên tri và 2.000.000 vị chánh biên tri. Con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biên tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường xin nhờ oai lực của các bậc chánh biên tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thấy đều diệt tăng. Nam mô Bụt Hải, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ga, Ya con kính lạy Phật Bảo, con kính lạy Pháp Bảo, con kính lạy Tăng Bảo, con kính chào đạo tràng, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, kính thưa sư, con chưa thấy sư Nguyên Thông vào và bây giờ cũng cũng đến giờ để thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới. Dạ, kính thưa sư, sư có đó không sư? Dạ, cô Tí Năng ha, cô Tí Năng, cô có thể đại diện đạo tràng xin Tam Quy và Ngũ Giới không cô? Dạ, vậy con thấy bàn tay của sư vậy, con xin thỉnh mời sư ạ. À. Dạ, mô Phật, trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô, kính chào đạo tràng. Bây giờ sẽ thấy tới giờ rồi, mời một vị lên thọ Tam Quy Ngũ Giới nha. Rồi, kính mời. Dạ thưa con, lần đầu tiên đọc nếu mà có gì sai xin được chỉnh sửa. Dạ.
mayang bante visum visum katha na thaya tisara ne na saha panja sila ni yaja me tuti yampi mayang bante visum visum katha na thaya tisara ne na saha panja sila ni yaja me tati yampi mahang bante visum visum prakana thaya tisara ne na saha panja sila ni yaja me. Kính bạch đức kính bạch hóa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Kính bạch đức chư tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Kính bạch đức đại đức chư tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duti chambi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duti chambi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duti chambi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tati chambi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tati chambi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tati chambi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Duti yampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duti yampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duti yampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tati yampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tati yampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tati yampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tỳ sarana gahanang paripunnang, pháp quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Banati bata ve ramani sika padang samadhiyami. Adinna dana ve ramani sika padang samadhiyami. Kame sumicca chara ve ramani sika padang samadhiyami. Musawada ve ramani sika padang samadhiyami. Sura me raya macha pamadathana ve ramani sika padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cú ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cú ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cú ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cú ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cú ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Panatata vera mani sika padang sama di yami. Andina dana vera mani sika padang sama di yami. Kamesu mitja chara vera mani sika padang sama di yami. Musavada vera mani sika padang sama di yami. Sura meraya macha panada thana vera mani sika padang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối, nói lời đâm thọc, chửi rủa, mắng nhiếc, nói lời vô ích. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất say. Imani panchasika padani sadukang kaptoa appamadena nichakalang sammaraki tappang. Chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Sile na sugatin janti, sile na poga sambada, sile na nibbutin janti, tasma silang viso tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tính và ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Dạ xin vâng. Bây giờ con đọc tiếp sám hối Phật pháp, Phật pháp Tăng Bảo. Uttamangena vandaham Sankha cha tu vi ho tam man sankhe yo kalito do so sankho tam man tu tam man. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng. Con xin lỗi, con xin lỗi, con đọc lại. Con bị lộn. Con xin sám hối, con đọc lại. Uttamange na vandaham Pada patsum valun tamang punthe yo kalito do so puntho kamantu tam mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới đức chân Phật
đối với chân, dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamangena vandaham thammanja duvi tham varan tham me yogalito do so tham mo kamantu tam mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamangena vandaham sankhacha duvihu tamang sankheyo kalito doso sankho kamantu tam mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddha nuvavena sada sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhamma nuvavena sada sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sangha nuvavena sada sothi bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Gia nhờ oai đức của chư Phật, gia nhờ oai đức của giáo pháp, gia nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, mô Phật, sau đây sư gửi mic lại cho đạo tràng nha. Rồi, kính mời. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma Gia, Nam Sơn Ca Gia. Chị Nguyên Như ơi, chị có đó không? Ở đây nè, thấy bàn tay chị rồi, mời chị ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tam Ma Gia, Nam mô Sơn Ca Gia. Dạ con Nguyên Như, con xin kính đảnh lễ sư Thâm Tâm. Dạ con xin kính chào toàn thể, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Kính thưa đạo tràng, Nguyên Như đã gửi bài sát giờ quá, Nguyên Như đang gửi thì anh Mỹ gọi. Dạ con mới vừa gửi cho sư Thanh Tâm và sư Nguyên Thông bài của ngày hôm nay luôn ạ. Dạ bây giờ Nguyên Như xin kính mời chị Kim Nhung có thể post tám tâm Bali, có thể là mọi người đọc bốn tâm rồi tám tâm luôn, rồi mọi người hoan hỷ, mình giơ tay mình đọc mau ha quý vị. Xong mình vô bài học. Hôm nay mình sẽ có một bài học rất là thú vị. Nguyên Như đã thỉnh ý với thầy Kinh. Kính mời đạo tràng. Con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm và sư Nguyên Thông có thể làm đầu tàu để kéo chúng con đi buổi tối hôm nay ạ. Dạ, một phần kính mời sư Nguyên Thông nha. Thôi sư đọc trước rồi. Maha Kusala Ka Kamavacara Chitta, tâm đại thiện, dục giới tịnh hảo, Somanasa Sagatang, Nyana Sambayutang, Asankarikang, tâm đại thiện thọ hỷ, hợp trí vô trợ, Somanasa Sagatang, Nyana Sambayutang, Asankarikang, tâm đại thiện thọ hỷ, hợp trí hữu trợ, 33, Somanasa Sagatang, Nhà na vipayutang asankharikang, tâm đại thiện thọ hỷ, ly trí vô trợ. 34. Somanasa sagatang, nhà na vipayutang sasankharikang, tâm đại thiện thọ hỷ, ly trí hữu trợ. Suy nghĩ tới đây là xong rồi hả? Rồi, kính mời sư Nguyên Thông ạ. Mô Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tu định sư phụ đọc bài xin lỗi. Maha Kusala Kama Vachara Chitta, tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. 31. Somanasa Sagatang Nyana Sambayutang Asankharikang, tâm đại thiện
tâm đại thiện thọ hỷ vô hợp trí vô trợ 32. So manasa sa ga tăng nha na sampayutang sa sankha ri căn tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hỗ trợ số 33. So manasa sa ga tăng nha na bip bip payutang a sankha ri căn tâm đại thiện thọ hỷ thọ hợp trí vô trợ 34. So manasa sa ga tăng nha na vip payutang sa sa sankha ri căn tâm đại thiện thiện thọ thị hợp thọ hỷ hợp trí hỗ trợ mahakusala cam 35. Upekha sagatang nhana sambayutang asankharikang tâm đại thiện thọ xã hợp trí vô trợ 36. Upekha sagatang nhana sambayutang sasankharikang tâm đại thiện thọ xã hợp trí hỗ trợ 37. Upekha sagatang nhana vipayutang asankharikang tâm đại thiện thọ xã ly trí vô trợ 38. Upekha sagatang nhà na viết bài viết tăng sát sanh kha đi căn tâm đại thiện thọ xã ly trí hỗ trợ. Dạ con vừa đọc xong rồi, xin mời người kế. Dạ nam mô sư Thích Ca Mâu Thật Mâu Ni Phật và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Ca Giá. Con kính lễ ba ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ sư Nguyên Thâm, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài. Maha Kusala Kama Vachara Chitta tâm đại thiện dục giới tịnh hảo 31. So Manas Sasahagatang Nya Nasampayuttang Asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ 32. So manas sasahagatang nhà na sampayuttang sasankharikang tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ 33. So manas sasahagatang nhà na vipayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ 34. So manas sasahagatang nhà na vip payuttang sasankharikang tâm đại thị ly trí hữu trợ 35. Upekha sahagatang nhà na sampayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ xã hợp trí vô trợ 36. Upekha sahagatang nhà na sampayuttang sasankharikang tâm đại thiện thọ xã hợp trí hữu trợ 37. Upekha sahagatang nhà na vipayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ xã ly trí vô trợ 38. Upekha sahagatang nhà na vipayuttang sasankharikang tâm đại thiện thọ xã ly trí hữu trợ. Dạ cảm ơn cô Kim Nhung post bài. Dạ con xin submit. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mà, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Maha Kusala Kama Vacharachitta, tâm đại thiện dục giới tịnh hảo, 31. So Manasasahagatang, nhà Nasambayuttang, Asankharikang, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ 32. So manasasahagatang nhà na sambayuttang sasankharikang tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ 33. So manasasahagatang nhà na vipayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ 34. So manasasahagatang nhà na vipayuttang sasankharikang tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ 35. Upekha sahagatang nhà na sambayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ xã hợp trí vô trợ 36. Upekha sahagatang nhà na sambayuttang sasankharikang tâm đại thiện thọ xã hợp trí hữu trợ 37. Upekha sahagatang
nhà na quýt ba yút tăng a sằng khà ri cằn tâm đại thiện thọ xã ly trí vô trợ. 38. Ubek khà sa ha ga tăng nhà na quýt ba yút tăng sa sằng khà ri cằn tâm đại thiện thọ xã ly trí hữu trợ. Dạ con đã đọc bài xong, xin mời vị kế tiếp đọc ạ. Dạ cảm ơn cô Kim Nhung đã post bài. À, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ trước hết con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. À, dạ quý vị nào cần bài thì có thể nhắn email cho Nguyên Trang và con sẽ gửi bài qua ạ. Dạ con xin đọc bài. Cảm ơn chị Kim Nhung. Maha Kusala Kama Vacharachitta. Như là không có chích tá hay là chích chị hơi nhỏ hả? Tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. Somana sasahagatang nhà na sam bayut tang asankhari kan tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Somana sasahagatang nhà na sam bayut tang sasankhari kan tâm đại thiện thọ hợp trí hỗ trợ. So manas sasahagatang nhà na quýt ba quýt tăng asankhari kang tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. So manas sasahagatang nhà na quýt ba quýt tăng sasankhari kang tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hỗ trợ. Upekkha sahagatang nhà na sam ba quýt tăng asankhari kang tâm đại thiện thọ xã hợp trí vô trợ. Upekkha sahagatang nhà na sam ba yút tăng sasankhari kang tâm đại thiện thọ xã hợp trí hỗ trợ. Upekkha sahagatang nhà na quýt ba yút tăng sasankhari kang tâm đại thiện thọ xã ly trí vô trợ. Upekkha sahagatang nhà na quýt ba yút tăng sasankhari kang tâm đại thiện thọ xã ly trí hỗ trợ. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính mời. Dạ Nguyên Trang kính mời bàn tay của Banna Ramsey. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Buddha ya, Nam mô Dhamma ya, Nam mô Sangha ya. Con xin trí kính lễ lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Con xin kính lễ chư quý sư. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin trả bài. Con tranh thủ thời gian. Dạ. Maha Kusala Kama Vacharachitta tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. 31. So manasa sahagatang nhà na sam payuttang asankhari kang tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 32. So manasa sahagatang nhà na sam payuttang asankhari kang. Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hỗ trợ. 33. So manasa sahagatang nhà na quýt ba yút tăng asankhari kang tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 34. So manasa sahagatang nhà na quýt ba yút tăng asankhari kang tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. 35. Upekkha sahagatang nhà na sam ba yút tăng asankhari kang tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 36. Upekkha sahagatang nhà na sam ba yút tăng sasankhari kang tâm đại thiện thọ xã hợp trí hỗ trợ. 37. Upekkha sahagatang nhà na quýt ba yút tăng asankhari kang tâm đại thiện thọ xã ly trí vô trợ. 38. Upekkha sahagatang nhà na quýt ba yút tăng sasankhari kang
tâm đại thiện, thọ xả, ly trí, hữu trợ. Dạ, sa-ru con, xin sa-ru cô Kim Dung đã post bài. Dạ, xin cũng kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Thầm Mạy, Nam mô Sang Khai. Con đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông, quý bà cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Dạ. Maha Kusala Kama Vajra Chitta Tâm Đại Thiện Dục Giới Tình Hảo 31 So Manasa Sahagatang Nhana Sambayuttang Asankharikang Tâm Đại Thiện Thọ Hỷ Hợp Trí Vô Trợ 32 So Manasa Sahagatang Nhana Sambayuttang Asankharikang Tâm Đại Thiện Thọ Hỷ Hợp Trí Hỗ Trợ 33 So Manasa Sahagatang Nhà nã pippayut tăng asankhari cẳng tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ 34 so manasa sahagat tăng nhà nã pippayut tăng sasankhari cẳng tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ 35 upekha sahagat tăng nhà nã sambayut tăng asankhari cẳng tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ 36 upekha sahagat tăng nhà nã sambayut tăng sasankhari cẳng tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ 37 upekha sahagat tăng nhà nã vipayut tăng asankhari cẳng tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ 38 upekha sahagat tăng nhà nã vipayut tăng sasankhari cẳng tâm đại thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ, cảm ơn cô Kim Dung đã post bài. Dạ, con xin nhường mic cho vị kế tiếp ạ. Dạ. Dạ, con là An Nhiên, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, con kính chào quý cô tu nữ, và con kính chào mấy anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài. Maha Kusala Kama Vajracitta Tâm đại thiện dục giới tịnh hảo 31 Somanassa Sahagatang Nyana Sambayuttang Asankharikang Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ 32 Somanassa Sahagatang Nyana Sambayuttang Asankharikang Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ 33 Somanassa Sahagatang Nyana Vipayuttang Asankharikang Tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ 34 Somanassa Sahagatang Nyana Vipayuttang Asankharikang Tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ 35 Upekkha Sahagatang Nyana Sambayuttang Asankharikang Tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ 36 Upekkha Sahagatang Nyana Sambayuttang Asankharikang Tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ 37 Upekkha Sahagatang Nyana Vipayuttang Asankharikang Tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ 38 Upekkha Sahagatang Nyana Vipayuttang Asankharikang Tâm đại thiện thọ xả ly trí hỗ trợ. Sa đố sa đố sa đố con kính tri ân cô Kim Nhốt bài và con xin xuống mic. Dạ. Dạ, Nguyên Thông có một chút ý kiến chút. À, quý vị đọc rất nhanh, rất hay. Mà ở đây cái chính xác nhất là chúng ta phải đọc
đúng hoặc là gần gần đúng trường âm mình đoạn âm. Cái chữ nào là trường âm á, nếu là nguyên âm thì nó có dấu ngang ở phía trên. Còn chữ nào mà có trường âm nhấn thì nó phía sau nó có hai chữ B. Thí dụ như chữ VIP ở phía sau nó có hai chữ B. Chữ VUT, cái sư hao có, sau có hai chữ T. Còn mấy cái chữ, thí dụ bây giờ Nguyên Thông đọc có 35 nè. Upekha, chữ PEC đó thì mình phải đọc dài một chút, chữ khai đọc dài một chút, chữ út mà đọc nhanh, mình đọc Upekha. Rồi Sahagatang là Sahaga, đều là đoạn âm. Cho nên mình đọc Upekha Sahagatang Nha Na Sambhayutang Asangka Rikang. Nó nói như vậy đó. Để ý như vậy lần lần mình sẽ quen đi. Đó là những cái điều mà Nguyên Thông học xin nói lại cho chư vị. Xin cảm ơn chư vị đã lắng nghe. Dạ, mô Phật, con xin sám hối. Cái mạng của con nó cứ bị rớt hoài à. Con kính tri ân sư Nguyên Thông đã giảng dạy cho chúng con à. Dạ, sau đây con xin đọc bài. Upekha Sahaga Tăng Nhà Na Sam Bayut Tăng Á Sang Kha Rí Tăng Tâm Đại Thiện Thọ Xã Hợp Trí Vô Trợ. 36. Upekha Sahaga Tăng Nhà Na Sam Bayut Tăng Á Sang Kha Rí Tăng Tâm Đại Thiện Thọ Xã Hợp Trí Hỗ Trợ. 37. Upekha Sahaga Tăng Nhà Na Quýt Bá Dút Tăng Á Sang Kha Rí Tăng Tâm Đại Thiện Thọ Xã Ly Trí Vô Trợ. 38. Upekha Sahaga Tăng Nhà Na Quýt Bá Dút Tăng Á Sang Kha Rí Tăng Tâm Đại Thiện Thọ Xã Ly Trí Hỗ Trợ. Sa Thú, Sa Thú. Dạ, con xin mời, kính mời vị kế tiếp ạ. Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Và một lần nữa con xin kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông. Và con xin kính chào ông Năm Bà Năm và con xin kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ hôm nay chư vị vô tay đọc rất là hay, rất là mau, trong vòng có 15 phút mà đọc hết một tua luôn, rất là quan hỷ, rất là xa thú cả nhà. Dạ hôm nay Nguyên Như xin đi qua một cái phần hơi vào cái chi tiết một chút xíu. Sau khi hôm bữa là chúng ta đã đi qua cái phần về 16 cái tuệ minh sát đó quý vị. Thì lúc đó đó Nguyên Như thấy có một cái thắc mắc, một cái trăn trở là mình chưa có bao giờ mà mình hiểu được cái chỗ tại sao mà những cái cuốn sách đó, các ngài lại ghi rõ ra cái chỗ mà cái chữ tịnh đó quý vị có nhớ không? Là kiến tịnh nè, rồi đoạn nghi tịnh nè, đạo phi đạo tri kiến tịnh nè. Mình cứ thấy như vậy mà Như cũng thấy ít có ai mà đi sâu vào cái chỗ này. Thành ra Nguyên Như cũng thắc mắc. Lúc đó thì Nguyên Như có thỉnh ý của thầy Kinh. Thì thầy nói là nếu mà mình bỏ vô trọng mà ôm được cho quý vị, thì bây giờ dưới mà cái sức hiểu nông cạn của Nguyên Như á, thì Nguyên Như chỉ sưu tập được tới cái chỗ mấy cái phần mà Nguyên Như nói ôm ra đây thôi. Rồi vị nào mà có những cái ý riêng, hoặc là có một cái ý sâu hơn, hoặc là có những câu hỏi, thì mình có thể ghi xuống rồi mình cùng với nhau mình bàn bạc, hoặc là mình có đi hỏi thầy với Chư Tăng nha quý vị. Thì Nguyên Như chỉ gom lại đây, thì Nguyên Như có gửi bài cho thầy coi rồi đó. Thì nó cũng hơi vô đi theo một chút mà Nguyên Như nghĩ thì nếu mà mình có biết sâu một chút xíu cái phần này thì cũng rất là căn bản đây. Nguyên Như xin đi qua cái phần gọi là thất tịnh. Thất tịnh là quý xuất thí, chữ V y ngắn, S chữ U, hai chữ D chữ H và chữ y ngắn. Thất tịnh quý xuất thí thì đi sơ qua thì có gồm phần thứ nhất là giới tịnh, si là quý xuất thí, si là quý xuất thí. Phần thứ hai là tâm tịnh, citta quý xuất thí, citta quý xuất thí. Phần thứ ba là kiến tịnh,
đích thí quý xuất thí, đích thí quý xuất thí, phần thứ tư là đạo tri kiến tịnh, hay còn gọi là tiến hành tịnh. Patipada nhà ná dasana quý xuất thí, Patipada nhà ná dasana quý xuất thí, phần Nguyên Như đi. Dạ, cả nhà còn nghe được Nguyên Như nói không ạ? À? Alo. Dạ, dạ, sa thú, sa thú. Nguyên Như xin đi lại. Cái phần thứ ba là kiến tịnh, đích thí, quý xuất thí. Đích thí, quý xuất thí là phần kiến tịnh. Phần thứ tư là đoạn nghi tịnh. Đoạn nghi tịnh là canh kha, quý tá rá ná, quý xuất thí. Canh kha, quý tá rá ná, quý xuất thí. Phần thứ năm là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Đạo phi đạo tri kiến tịnh, tiếng Pali. Magga, magga, nhà ná, dasana, quý xuất thí. Magga, magga, nhà ná, dasana, quý xuất thí. Dạ, thưa trang 128 đó chị Nguyên Trang. Phần số 6. Nguyên Như xin đọc sơ qua tất cả 7 phần. Phần số 6 là đạo tri kiến tịnh, hay còn gọi là tiến hành tịnh. Patipada nhà ná dasana quý xuất thí. Patipada nhà ná dasana quý xuất thí. Và phần số 7, và là cũng là phần cuối cùng, là tri kiến tịnh nhà ná dasana quý xuất thí. Nhà ná dasana quý xuất thí. Thì cái phần mà gọi là thất tịnh ở đây á, thì trong cái bộ trong kinh Trạm Xe của Trung Bộ Kinh á, thì ngài Xá Lợi Phất ngài phân tích thành một cái hành trình tu tập tuệ quán. Thành ra một cái người hành giả đó cả nhà, khi mà một cái người vị hành giả tu tập tuệ quán thì vị hành giả này phải qua 7 cái giai đoạn, mà thí dụ nôm na như là 7 trạm xe. Thành ra chư vị có thể dở cái bài kinh Trạm Xe mà tiếng Bali là Ratha Vini Tasutta, Ratha Vini Tasutta, cái bài kinh này ở trong kinh Trung Bộ nha cả nhà, mà ngài gọi là thất tịnh. Thất tịnh hay là sách tá quý xuất thí, hay đơn giản là mình chỉ cần gọi là quý xuất thí thôi. Thì Nguyên Như xin đi sâu vào mỗi phần cho cả nhà qua một lần ha. Cái phần thứ nhất á, thì mình gọi là giới tịnh, sila quý xuất thí. Cái phần này là cái phần đầu tiên khi mà một người, một vị hành giả muốn tu hành, thì cái phần đầu tiên, cái giai đoạn đầu tiên mình phải đi qua là mình phải học giới trước. Thành ra cả nhà thấy khi mà mình học đạo, mình không biết gì hết, mình vô chùa đó, thì chư Tăng cái đầu tiên hết là cho mình là sao quý vị? Thọ trì tâm quy ngũ giới, quý vị thấy không? Mình không có biết cái gì hết á, mới vô thì mới vừa bạch chư Tăng với lại chư Ni là con muốn học đạo, con thấy ở bên Nam Truyền con thấy rất là hay, con muốn tìm tòi, con muốn vào chùa, con muốn học đạo với quý sư quý thầy. Thì cái chuyện đầu tiên á, chư Tăng cho mình là cái học giới ở đây là thọ trì tam quy và ngũ giới trước hết đã. Thành ra mở đầu mình thắc mắc không biết tại sao, thì đây là trong cái bài kinh thất tịnh đây mình sẽ biết cái nguyên do. Cái việc đầu tiên thì cái giới của mình phải trong sạch, mình phải biết là cái giới mình là gì. Cái giới bổn thì sẽ thu thúc được lục căn, làm cho mình có được một cái chánh mạng, và mình sẽ làm cho thanh tịnh cái giới mình trước khi mà mình vô cái phần sâu của học đạo ha quý vị. Thì giới này á, nó có nhiệm vụ là giúp cho mình thanh lọc thân và khẩu nghiệp. Quý vị nhớ ha, giới giúp cho mình thanh lọc thân và khẩu nghiệp. Mình chưa qua nói gì đến tâm hết, mình chỉ cần thân mình trong sạch, cái khẩu mình trong sạch,
cái nghiệp thân và khẩu mình trong sạch là đã là một cái phần rất quan trọng, là cái bước đầu để mình bắt đầu tu hành. Thì cái nội dung thì có hai loại giới, là một giới cho những vị tu sĩ và những giới cho những vị cư sĩ. Thì nội dung của cái phần giới tịnh này á, thì gồm có 227 giới cho tu sĩ và 10 giới cho những vị sa di, rồi 8 giới và 5 giới là cho những cái bậc những cái hàng cư sĩ như chúng ta. Qua đến cái phần thứ hai là cái phần tâm tịnh, citta quý xuất thí. Thì tâm tịnh là sao? Là một cái sự vắng mặt của phiền não nhờ vào cái sự tập trung tư tưởng bằng các cái loại định. Mà loại định là có mấy loại định cả nhà nhớ không? Loại định thì mình có ba loại, là sát na định nè, cận định nè, kiên cố định. Thì khi mà mình qua cái giai đoạn thứ hai này á, mình cần phải có tâm tịnh, mình phải có định trước, rồi mình mới tính cái gì thì tính. Thì khi mà mình qua cái phần tâm tịnh này nè, tại sao mà mình cần phải định? Khi mà mình cần định được á, mình định được á chứ gì, thì mình sẽ thanh lọc được năm cái triền cái. Năm cái triền cái thì có gì? Có hôn thụy nè, có hoài nghi nè, có bất mãn nè, có trạo hối nè, có tham dục nè. Thì khi mà mình học mình thiền định rồi đó, thì mình sẽ qua năm cái chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Khi mà mình chi thiền là chi tầm á, thì nó sẽ đối trị được hôn thụy. Chi tứ nó sẽ đối trị được hoài nghi. Chi hỷ nó sẽ đối trị được bất mãn. Chi lạc nó sẽ đối trị được trạo hối. Và định sẽ đối trị được tham dục. Khi mà mình thanh lọc được năm cái triền cái này rồi đó, thì cái tâm mình sẽ bắt đầu, mình mới gọi là tâm tịnh được. Chứ nếu mà mình cứ ngồi, mình cứ khơi khơi, mình nhắm mắt, mình ngồi thiền, rồi mình kêu là mình dùng cái tâm tịnh để mình ngồi. Dạ thưa chư vị, cái tâm đó nó chưa gọi là tâm tịnh. Mà làm sao để có tâm tịnh? Thì mình phải có thiền định mới được. Phải có học đàng hoàng, phải có, mình ngồi là mình phải tập. Mình chưa có vô cái giai đoạn Vipassana gì hết nha cả nhà. Mình phải ngồi xuống, mình phải tập tịnh cái tâm. Tịnh cái tâm làm gì? Để mà thanh lọc năm triền cái. Tức là mình sẽ đối trị được hôn trầm, hôn thụy, hoài nghi, bất mãn, trạo hối, tham dục. Thì làm sao mà mình có cái tâm tịnh được? Mình phải dùng thiền định. Thiền định thì có bao nhiêu? Có 40 đề mục để mình tập. Mình có thể là tùy sư phụ chỉ cho mình, hoặc là mình có thể học trên sách, học trên mạng, tùy theo cái căn duyên mỗi người. Cái đó là mình rất là đa dạng, rất là mỗi người mình có một cái nghiệp khác nhau, mình có những cái trú xứ ở khác nhau, mình có cái tâm khác nhau. Thành ra Đức Phật đã cho chúng ta tất cả là 40 cái đối tượng để mà làm đề mục thiền định. Là Nguyễn Như xin ôm sơ qua thôi, không có đi sâu vào phần này nha quý vị. Thì thứ nhất á, mình có 10 đề mục hình tròn, các xí ná. 10 đề mục hình tròn thì có đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, hư không. Đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng hoặc là hư không. Thì 10 đề mục này là cả 10 đề mục các xí ná. Cái phần thứ hai, chúng ta sẽ có 10 đề mục tùy niệm, tiếng Pali là Anusati. Thì 10 đề mục tùy niệm này gồm có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Sự Chết, niệm 32 Thể Trược, niệm Tịch Tịnh và niệm Hơi Thở. Nguyên Như xin lặp lại, 10 đề mục tùy niệm mình sẽ có là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Sự Chết, niệm 32 Thể Trược, niệm Tịch Tịnh và niệm Hơi Thở. Về phần thứ ba thì chúng ta sẽ có 10 đề mục về tử thi bất tịnh. 10 đề mục tử thi bất tịnh tiếng Pali là Asuppa. Asuppa là gồm có thứ nhất tử thi mới chết, thứ hai tử thi bầm tím, thứ ba tử thi chảy máu, thứ tư là tử thi chảy mủ, thứ năm tử thi bị đâm thủng, thứ sáu tử thi có dòi, thứ bảy tử thi bị chặt đứt đoạn,
Thứ 8, tử thi bị cắn xé. Thứ 9, tử thi rời rạc. Và thứ 10, tử thi chỉ còn xương. Cái xin lặp lại với cả nhà là Nguyên Như đã soạn sẵn bài hết rồi. Nếu vị nào chưa có bài thì có thể nhắn với Nguyên Trang. Nguyên Trang sẽ gửi. Quý vị không có cần phải chép xuống ha. Quý chị chỉ cần nghe Nguyên Như ôm lại thôi để cho nó đỡ mất thời gian cho cả nhà nha. Không có chừng cần chép xuống nha các quý vị. Thứ tư là bốn đề mục về tâm vô lượng. Appamanya. Appamanya là gồm có tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng và tâm xả vô lượng. Về phần thứ năm thì mình có một đề mục quán vật thực bất tịnh. Thứ sáu, chúng ta sẽ có một đề mục phân tích tứ đại là đất, nước, lửa và gió. Thứ bảy, mình sẽ có bốn đề mục thiền vô sắc. Thì mình sẽ đi sơ qua như vậy thôi, mình không có đi sâu thêm. Tự vì cái bài nó sẽ rất là dài. Về cái phần thứ ba, là về cái tịnh thứ ba mình học đó, là có kiến tịnh, đích thí, quý xuất thí. Đích thí, quý xuất thí. Kiến tịnh đây là cái khả năng hiểu biết về danh sắc để mà có thể tạm thời thôi nha cả nhà, tạm thời tránh được các thứ tà kiến. Kiến tịnh tức là khả năng nhận thức các sắc pháp một cách, các pháp, như xin sám hối, các pháp một cách rốt ráo, mà mình phải biết qua cái khía cạnh thực tính của nó, tức là mình có cái trí hiểu biết về danh và sắc. Nội dung ở đây là sao? Là hành giả có thể nhận diện được là danh sắc là gì, danh là gì, sắc là gì. Có nghĩa là mình biết được thực tính của tứ đại, biết được tâm là gì, tâm sở là gì, qua cái thực tính pháp chứ không phải qua cái tưởng của chúng ta nha cả nhà. Thì trong cái phần này á, cái tuệ mà mình nói lên đây là tuệ danh sắc. Rồi bắt đầu cả nhà thấy là tại sao mà 16 cái tuần tuệ đó, khi mà mình vô mình học với các vị thiền sư hoặc là đọc cái những cái cuốn sách thiền về Vipassana đó, người ta sẽ nhét cái chỗ tuệ danh sắc vô cái chữ kiến tịnh. Nhưng mà có những cái cuốn sách đó người ta không có nói rõ ra là tại sao mà có thất tịnh là có 7 cái cửa, 7 cái trạm xe đi qua, mà người ta nhảy vô, người ta list vô cái kiến tịnh, thành ra mình không có hiểu được cái chỗ đó lắm đó, cả nhà thấy không? Thì Nguyên Như xin ôm lại cái tuệ danh sắc đây là tuệ đầu tiên trong 16 cái tuệ minh sát á, là nó sẽ nằm trong cái phần thứ 3 thức tịnh đây, chính là kiến tịnh. Nguyên Như xin có một cái chú ý nhỏ xíu nữa là có những vị giảng sư thì có nhắc qua là 16 cái tuệ minh sát này nó phát xuất là có thể là bất kỳ tuệ nào khi mà hành giả quan sát, chứ không có phải là theo cái trình tự như là trong sách đã list ra và đã liệt kê ra. Thì ngày hôm qua Nguyên Như đã hỏi sư phụ Kim Triệu thì ngài nói là chắc chắn là phải đi qua theo thứ tự, không có thể nào mà lộn xộn tới lộn xộn lui được hết. Nguyên Như đã xin ý kiến của ngài và đó là câu trả lời của ngài thiền sư Kim Triệu nha cả nhà. Thành ra nếu mà có những sách nào ghi như vậy thì cả nhà cứ nhớ là ngài có nói là khi mà đã có cái số thứ tự đó thì những cái tuệ đó sẽ theo thứ tự mà xuất hiện, chứ không phải là nó lộn xộn hay là nó muốn xuất hiện cái tuệ nào thì nó xuất hiện nha cả nhà. Rồi Nguyên Như xin đi qua cái phần thứ tư là đoạn nghi tịnh. Khanh canh kha quý ta ra ná quý xuất thí. Canh kha quý ta ra ná xuất thí. Đoạn nghi tịnh đây là khả năng hiểu biết về 12 cái duyên khởi. Nhờ vậy mà bỏ được sự hoài nghi về ba đời sanh tử. Thí dụ như ta là ai, ta ở đâu tới, ta đang là gì và ta sẽ đi về đâu. Tức là mình, nếu mà mình học thiền, mình qua cái giai đoạn, cái tịnh thứ tư là đoạn nghi tịnh, thì mình sẽ hiểu sâu sắc về cái danh sắc qua 12 cái duyên khởi. Nội dung của cái đoạn nghi tịnh đây là nhân sanh danh sắc. Nhân gần là căn, cảnh và thức. Mà nhân xa là mình hiểu được thêm cái duyên khởi. Thì trong cái phần thứ tư đoạn nghi tịnh đây
mình sẽ có cái tuệ phân biệt nhân duyên. Phân tuệ phân biệt nhân duyên nó sẽ nằm trong cái đoạn nghi tịnh. Rồi trong cái đạo phi đạo tri kiến tịnh. Đạo phi đạo tri kiến tịnh, tiếng Pali là mắt gà, mắt gá nhà, ná đắc xa ná quý xuất thí. Thì trong cái phần đạo, tri kiến, đạo phi đạo tri kiến tịnh đây, thì nhờ những cái hiểu biết ở trên, hành giả sẽ tỉnh táo và không có ngộ nhận khi mà gặp phải 10 cái tùy phiền não. Khi mà mình biết 10 cái tùy phiền não này rồi, thì mình sẽ không bị những cái cám dỗ của những cái phiền não này, nó làm cho mình bám víu vào, mình ham mê trong đó, mình thỏa thích trong đó, rồi mình có thể sao lãng chánh niệm, mà mình có khi á, là hành giả có thể lầm tưởng là hành giả đã chứng ngộ nữa. Thành ra, trong cái đạo phi đạo tri kiến tịnh này, có một cái tuệ là tuệ thấu đạt, hoặc có chỗ sách gọi là tuệ quan sát. Thì 10 cái phiền não này là gì? Thì coi trong chúng ta, trong lớp học đây, có những vị đã biết rồi, và có những vị mà chưa biết. Thành ra những vị biết rồi á, xin hoan hỷ, mình có thể ôn bài lợi hai cả nhà. Còn những vị chưa biết thì cũng không cần ghi, cứ ngồi mà nghe Nguyên Như đọc ra thôi, Nguyên Như bàn ra thôi, rồi mình có thể có cái tài liệu của chị Nguyên Trang gửi ra sao ha. 10 tùy phiền não trong minh sát. Cái tiếng Pali á, gọi là Vipassanupakkilesa. Vipassanupakkilesa. Thứ nhất là hào quang. Opha-sát. Hào quang. Khi mà hành giả thấy ánh sáng phát ra chung quanh mình á, thì hành giả có thể nghĩ là wow, mình đã đắc đạo rồi. Mình đã đến Niết Bàn rồi. Mình sẽ có cái cảm giác rất là thỏa mãn. Và mình thấy á, là cái hào quang nó đẹp tuyệt vời, mình thấy là mình tới rồi đó, mình tới cửa của Niết Bàn rồi đó. Thì lúc đó đó, cái cảm giác và cái cảm giác rất là mạnh, cái cảm giác thỏa mãn đó cả nhà, cái làm cho cái ái nó phát sanh rất là mãnh liệt. Đây là một cái loại tà kiến, mà chính cái tà kiến này nè, nó sao nó có, tự nhiên nó có cái bản ngã. Cái bản ngã của quý vị nghĩ là mình đã đạt được, mình đã có được, mình đã chứng được, mình đã tới được rồi. Mình nghĩ như vậy đó. Cái hào quang xuất hiện nó chỉ là cái hào quang mà thôi. Mà mình nghĩ lung tung hết. Đây chính là một cái phiền não mà nhiều người bị lắm quý vị. Mình nghe khơi khơi, mình không có. Mình, nếu mà mình chưa bao giờ thấy ánh sáng đó, thì mình sẽ không có tưởng tượng là người ta có thể mê cái vụ đó cỡ nào. Nhưng mà quý vị mà thấy rồi, hoặc là những vị nào mà ngồi thiền mà chưa có bao giờ gặp cái ánh sáng, quý vị sẽ mê liền. Cái thứ nhất là cái mê nó rất là lạ. Mình tưởng mình mê thanh cao lắm nha cả nhà. Nguyên Như thí dụ như bình thường đi, thì mình mê cái túi LV, mình mê một cái búp đầm, mình mê một cái áo jacket, mình mê một chiếc xe hơi, hoặc là lớn hơn là mình mê một cái nhà, mình mê những cái ngũ dục, những cái chuyện trong thế gian. Mà khi mà mình bắt đầu xa xa nó một chút, mình rời những cái ngũ dục đó ra, mình đi vô, mình hành thiền rồi đó, thì mở đầu sao? Mình đau tay, đau chân, mình khó chịu, mình bực bội. Mà đến khi mà cái cơ thể, cái tâm mình á, cái cơ thể nó dịu xuống trước, rồi cái tâm mình dịu xuống sau, thì sao? Bắt đầu cái tâm mình nó yên bình. Khi mà nó yên bình á, thì nó bắt đầu có ánh, rồi bắt đầu nó có hào quang. Khi mà mình thấy đó rồi đó quý vị, cái cảm giác mà mình bỏ được một cái thứ ở trong ngũ dục, mà mình gọi là mình có thể chứng đạt được một cái gì đó trong cái thanh cao, mà cái chứng đạt của mình không có phải có nhiều người có. Nhiều người mình nói người ta không biết là cái gì nữa, mà mình thấy rõ ràng. Nếu mà mình ngồi mình có cái hào quang đó, nó tuyệt vời lắm quý vị. Thì cái ái nó phát sinh mãnh liệt, và cái ngã mạn lúc đó đó, ngã mạn tiềm ẩn của mình á, lúc đó nó xuất hiện, nó phát sinh rất là mãnh liệt. Nó làm cho mình luyến ái, mình dính vào trong đó, không có dễ mà thoát ra được. Thành ra làm sao? Trong kinh có nói luôn, cũng xa thú. Trong kinh có nói, và nếu mà mình có vị thầy dạy mình sẽ nói, đi tiếp đi con, đừng có ở đó mà enjoy, còn cả ngàn bước bậc thang, còn cả ngàn cái bước ở trên đường tu mà con phải đi qua, không được ngồi đó mà cứ vui vẻ trong cái hào quang. Cái này khó lắm nha quý vị.
người nào gặp thì người đó sẽ biết, hoặc là nghĩ là cái cảm giác mình có cái hào quang đó mình sẽ thấy liền. Rồi Nguyên Như xin đi qua phần thứ hai là phần trí tuệ nhà ná. Có một số hành giả phát sanh được cái trí tuệ nhạy bén, thấu rõ pháp học và nghĩ mãi đến nó. Sự kiện này sẽ kéo hành giả ra khỏi cái sát na hiện tại. Khi mà mình ngồi thiền mà cái tâm mình tịnh đó cả nhà, thì như xin trở ngược lại một chút. Khi mà chúng ta không có ngồi thiền á, thì cái tâm mình như là một cái tờ giấy mà mình vẽ nguệch ngoạc đầy ở trên đó. Mình có bút chì, bút mực, bút bích, bút bi, rồi màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng. Tức là cái tâm trong sạch của mình á, nó bị tất cả những cái phiền não 12 tâm bất thiện á, nó tha hồ mà nó giống như tâm phóng dật, tâm buông lung, rồi giận hờn, ganh tị, ích kỷ, xấu, đủ thứ chuyện hết. Nó làm cho cái tờ giấy giống như cái tâm của mình nó rất là đen tối. Khi mà mình ngồi thiền mà cái tâm mình nó lắng xuống rồi đó, thì tự nhiên nó trong sạch, thì nó trong sáng giống như một cái tờ giấy mình được gom, mình bỏ bớt, nó sạch trở lại đó quý vị. Thì tự nhiên á, quý vị sẽ học lẹ hơn nè, mình nhớ nhiều nè, mình suy nghĩ cái gì cũng lẹ hết. Nó đơn giản thôi, tự vì nếu mà quý vị ghi một cái số 5 hay một số 10 với một cái tờ giấy trắng thì quý vị sẽ đọc được liền. Trong khi mà tờ giấy quý vị mà nó cả ngàn cái con số ở trên đó rồi, thì quý vị thử ghi số 10 vô coi. Đến bữa sau quay lại đố mà quý vị kiếm ra, tự vì quý vị phải dọn dẹp những cái số cũ, rồi quý vị phải kiếm coi cái số mới quý vị để chỗ nào. Chứ nếu mà có một cái tờ giấy trắng nhìn vô nó chỉ có hai con số, 1 và 0, tức là quý vị thấy số 10 liền tức thì. Cái chuyện đó đơn giản thôi. Nhưng mà khi mà mình vô mình ngồi thiền, cái trí tuệ mình nó tăng lên vậy á, thì mình sẽ thấy rất là thỏa mãn. Mình sẽ nghĩ hoài về nó. Wow, tại sao hôm nay mình nhạy bén quá ta? Tại sao mà hôm nay mình giỏi thiệt ta? Thì mình cứ nghĩ mãi về cái chỗ đó, là mình sẽ bám víu vào cái tùy phiền não thứ nhì đây, là trí tuệ đó nha quý vị. Cái phần thứ ba chính là hỷ. Hỷ tiếng Pali là pi tí. Thì những hành giả nào đó mà có quá nhiều định samadhi, hành giả đó sẽ có những cái cảm giác hỷ lạc rất là mạnh phát sanh. Đây là một cái loại phiền não luôn. Tại sao? Tự vì khi mà mình hành thiền minh sát á, mình không thể nào có hỷ được. Tự vì cái nhiệm vụ của mình á là quán tam tướng. Mà khi mà mình quán tam tướng á, nó sẽ không có dẫn đến thọ hỷ nha quý vị. Quán tam tướng là mình chỉ thấy khổ nè, mình thấy vô thường nè, mình thấy vô ngã nè, mình không có thấy an lạc. Khi mà mình an lạc có nghĩa là cái định mình mạnh. Mà định mình mạnh thì sẽ phát ra hỷ. Mà định mạnh thì sao? Có cái cảm giác rất là dính mắc trong cái trạng thái hỷ đó. Cảm giác này không có phải là xấu, nhưng mà cái sự dính mắc mình á, xấu thì cũng không phải xấu nhiều, mà nó làm cho mình ngăn cản cái sự tinh tấn để tu tiếp đó quý vị. Tự nhiên khi mình vô mình ngồi thiền, cái mình thấy phê quá, hôm nay ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng. Quá phê luôn. Ngồi không muốn đứng lên. Lúc đó là mình phải biết là mình đã hơi có quá nhiều định nha cả nhà. Lúc đó là mình không có lo mình quán tam tướng nữa, mà mình lo gọi là mình enjoy. Không phải là enjoy thiền mà là enjoy. Không phải enjoy life mà gọi là enjoy thiền đó. Thì đây cũng là một cái loại tùy phiền não số 3 nha cả nhà. Số 4 là an tịnh. Passati. Thì có lúc á, có một cái trạng thái rất là an lạc, rất là sâu, sẽ phát sanh ra. Cũng là xuất phát từ việc có quá nhiều định. Mà cái khi mà mình quán tam tướng á, thì mình không có thể thấy được tam tướng khi mà mình quá sức là an tịnh. Mà khi mà mình an tịnh nhiều quá đó, thì trí tuệ nó cũng không có phát sanh được. Thành ra quý vị đừng có mong là quý vị ngồi thiền mà sao nó có an tịnh quá. Anh Giang Nhất Hạ nhớ cái chỗ này không? Khi mà anh nói là mình ngồi xuống á, mà cái tâm không có được tịnh á, thì cái đó chính xác là cái tâm mình sẽ không có được tịnh. Mình phải dùng cái tâm không có được tịnh đó để mà mình quán. Khi mà an tịnh quá mức rồi đó, thì hoặc là không quá mức đi nữa,
nó cũng là một cái trạng thái rất là an lạc, mà mình sẽ bám cái tâm mình tự nhiên nó bị cuốn hút vô cái trạng thái này, và mình sẽ bị sao quý vị? Dính mắc vào cái trạng thái này, hoặc mặc dù là nó rất là phê, nhưng mà cả nhà nên nhớ nha, đi tiếp, đừng có ngừng lại, đừng có ngồi đó mà gọi là uống nước trà nè, rồi enjoy life nè, rồi viết sách nè, viết báo nè, đi đồn về những cái trạng thái này nha cả nhà. Đi tiếp. Cứ nhớ một câu là đi tiếp. Nguyên Như xin qua cái phần số 5 là lạc xuất khác, lạc xuất khác. Ở đây là thọ lạc cũng là do có quá nhiều định sanh ra. Khi mà lạc sanh á, thì hành giả không có thể thấy khổ được. Quý vị thấy không? Mình có nè, hỷ nè, an tịnh nè, rồi lạc nữa. Là ba cái trạng thái này cũng xuất phát từ mình có nhiều định quá. Thành ra, có những vị á, thì khi mà mình nhắm mắt vô là mình phê liền á. Có những vị thì thầy thiền sư dặn họ là lúc đó nên mở hé mắt một chút xíu. Để khi mà nhắm mắt vô là nó phê quá, cứ ngồi enjoy đó, mở mắt ra thì mình sẽ thấy rõ hơn về cái pháp quán. Có những vị thân như không có nói là tất cả mọi người, thì để mà cho đỡ phê đó. Nhưng mà khó lắm nha quý vị. Quý vị đến lúc đó rồi quý vị mới nhớ là không có phải dễ dàng mà đi ra khỏi cái hỷ, cái an tịnh và cái lạc này đâu. Giống như là đâu có ai mà chê hay là biểu môi với một cái gọi là trúng số độc đắc mà 200 triệu mà để tới nhà của quý vị mà quý vị nói thôi tôi không thèm thôi, tôi vô cấp tôi tu thôi. Cái đó nó cũng giống vậy để quý vị, khó lắm nha. Bây giờ đừng có cười biểu môi khi dễ, đến lúc đó mình cũng bị dính như thường. Tự vì những cái gì mà kinh đã list ra rồi là những cái đó mình dính hết nha cả nhà. Rồi Nguyên Như xin đi qua cái phần số 6. Anh kính pháp phê đó là enjoy quá sức cỡ đó. Thưa Huynh Lý rằng tiếng Việt có thể nói chữ phê là gì không Huynh Lý? Phê là, mình như nghĩ là quá thích đó, thì mình gọi là phê, quá phê đó. Dạ, số 6 là quyết tính. Quyết tính là Athimokkha Sattha. Đức tin kiên quyết này sẽ khiến cho hành giả nghĩ rằng mình đã thấy Niết Bàn rồi, và thường không có thinh tin ngay cả vị thầy của mình luôn. Mà khi mà vị này giải thích những cái gì mà ngược lại với cái tâm mình nghĩ đó là mình không có thích. Chẳng hạn như mình ngồi thiền, mình thấy là mình đắc rồi đó. Nhưng mà khi mà thầy nói, ồ chưa có đắc đâu, con còn tu lâu lắm, con mới tu có mấy năm mà sao mà đắc được. Mình giận đó nha quý vị. Tự vì cái khi mà mình cái sự tin mà mình đã đắc đạo rồi đó, mình đã thấy một cái gì mà những người xung quanh mình á họ không có thấy, mà mình thấy chẳng hạn như mình thấy một cái phật tắc, một mình thấy cái cảm giác rất là an lạc sâu lắng, mà hoặc là mình có thể thấy là mình đã không có giận, không có nổi sân trong khoảng 3-4 năm rồi, không có ai làm cho mình giận được hết á, mà mình thấy cái tâm mình nó giống như nó rỗng không, cái tâm của mình rất là nhẹ nhàng, cái tâm của mình không có sân si, không có tật đố gì hết á, thì mình đã tin là mình thấy Niết Bàn rồi. Khi mà một vị thầy hoặc là một vị thiền sư nhắc mình á mà nó là không có phải đâu, những cái đó chỉ cái tâm nó lắng, nó an lạc như vậy thôi, con còn phải đi tiếp nữa, thì sao? Thì vị thầy này đã nói ngược lại với những cái dòng suy nghĩ của mình đã đắc rồi đó. Thì mình không có thích, mình không có tin. Mà cái sự kiện này phát sanh qua do có quá nhiều đức tin mà ít trí tuệ. Thì sao? Mình tin cái gì? Mình tin vào cái tưởng của mình nè. Gọi là tin tưởng đó quý vị. Cái chữ này là đúng nhất. Mình tin vào cái tưởng của mình. Rồi mình ít cái trí tuệ nè. Thông thường thì cái sự tính và cái tuệ phải được quân bình. Mà cái trong cái trường hợp này á, cái tính nó nhiều quá mà cái tuệ nó ít quá thì mình sẽ bị như vậy. Cái tuệ ít quá là sao? Tuệ này cũng có thể nói là ba loại tuệ lận. Thứ nhất là cái sự mà trí văn, trí tư, trí tu, phải không? Thì khi mà quý vị nói là
mình ít học, mình ít đọc sách quá, thì mình đương nhiên là mình tưởng mình đắc rồi. Chứ nếu mà mình đọc nguyên một cái đống sách bự, thiệt là bự, mình đọc tới Tipitaka, tới Tam Tạng kinh điển, mình đọc nhiều như vậy, thì cái sự tưởng của mình á, mà mình đắc á, nó sẽ nhỏ xíu lại quý vị. Thường thường mà mấy người không biết gì thì hay nghĩ mình đắc hơn. Còn những cái người mà họ đọc nhiều quá thì làm sao đắc được, thì cái chuyện đó chuyện bình thường thôi, phải không? Thành ra lúc này nè, trong sách đây nói là sự kiện này phát sanh do có quá nhiều đức tin và có ít trí tuệ, là nó sẽ có bị vô cái trường hợp thứ sáu, tùy phiền não là quyết tính. Trường hợp thứ bảy là cái sự tinh cần bắt gá há. Sự tinh cần bắt gá há đây là tinh tấn thái quá, có thể làm cho hành giả rất là mệt mỏi, tâm không có sáng nữa và rất là dễ bị phóng tâm. Thường thường khi mà quý vị ngồi thiền đó, quý vị vô quý vị nói, ồ, hôm nay mình phải tập trung nha, mình không có được suy nghĩ nữa. Hôm qua, hôm kia, hôm kìa, hôm kìa là mình đã phóng tâm, mình phóng dật, mình buồn ngủ, mình trạo cử lung tung rồi. Hôm nay nhất định là mình phải vô mình tu, mình không có được chơi nữa. Mình phải vô nhắm mắt đó, là mình gác chân lên là mình phải vô liền. Đừng có nói với Nguyên Như là quý vị không có bị vậy nha. Hình như là ai cũng bị hết á. Nếu mà người đó không có bị như vậy là chắc người đó đang buồn ngủ. Cái sự tinh cần thái quá của mình á sẽ làm cho mình mệt mỏi. Mình có thể tập trung là khoảng 10 phút đầu thôi quý vị, nhưng mà sau đó là mình đuối, từ cái tâm mình nó mệt mỏi rồi đó. Mà khi mà tâm không mệt mỏi, tâm mình nó mệt mỏi rồi, thì mình sẽ rất là dễ bị phóng tâm. Tự sao? Khi mà mình ngồi thiền, phải cần có cái tính tấn niệm định huệ, mình phải có quân bình. Mà quý vị thấy tấn nhiều quá là nó sẽ dễ phóng tâm, bị liền. Không có, không tinh tấn thái quá cũng không có nên. Quý vị vô, quý vị để giống như là mình ngồi relax một chút xíu, mình ngồi thảnh thơi một chút, mình ngồi thì mình cứ nghĩ là mình ngồi, gọi là mình ngồi thiền nhưng mình ngồi relax thôi. Tự nhiên như xin lỗi nhưng như quên cái chữ relax là gì rồi. Mình ngồi thiền nhưng mình ngồi relax, mình đừng có căng thẳng quá. Khi mà mình căng thẳng quá mình sẽ bắt đầu không có thiền được, tinh cần quá mức. Dạ, thư giãn, mình phải ngồi thiền, mình thư giãn giống như là mình uống một tách trà vậy đó. Mình đi qua một cái quán ở bên sông, mình ngồi uống một tách trà, một cách cà phê. Mình qua cái công viên, mình cũng ngồi, mình ngắm trời, ngắm mây. Thì mình ngồi thiền, mình cũng cái dùng cái tâm thư giãn. Mình đừng có dùng cái tâm căng thẳng nha cả nhà. Qua cái phần số 8 là niệm Upatthana. Upatthana, ở đây niệm thái quá, thì có thể đưa đến định thái quá. Và hành giả sẽ thấy được các ấn chứng, gọi là nimitta, tiếng Pali đó các quý vị. Các tướng xuất hiện trước mắt hành giả. Khi đó đó, khi mà mình thấy cái nimitta rồi á, thì hành giả sẽ không còn ở trong sát na hiện tại nữa. Thì lúc đó đó là quý vị đã vô trong cái thiền định rồi, mà lúc đó quý vị không có thể tiếp tục quan sát được nữa. Thành ra khi mà niệm mình thái quá, nó sẽ dẫn đến định thái quá. Niệm nó cũng phải quân bình thôi. Cái phần số 8 này là Upatthana. Cái phần số 9 là về xả Upekkha. Khi mà xả phát sanh á, thì lúc đó hành giả sẽ tưởng lầm là mình không có còn phiền não nữa. Nghĩa là sao cả nhà? Các phiền não này đã bị Niết Bàn nó tẩy trừ rồi. Tức là khi mà tâm mình nó yên quá, cái tâm xả nó mạnh quá, mình sẽ tưởng là mình đắc rồi đó cả nhà. Mà thiệt ra đó, phiền não nó vẫn còn y nguyên, là tham sân si nó còn y nguyên, nó chỉ tạm thời là nó vắng mặt thôi, nó không có ở đó thôi, chứ không có phải là mình đắc cái gì hết. Ở giai đoạn này á, hành giả không có thể tiếp tục việc thực hành của mình được. Từ lúc đó mình tưởng đắc rồi mà quý vị, thành làm sao mình tu tiếp được. Nguyên Như xin dừng một chút xíu chỗ này để nhắc lại cái chuyện mà sư Pháp Thanh kể cho Nguyên Như nghe hồi xưa. Nguyên Như xin share với cả nhà là cái tâm của mình á, nó giống như là một con mực khổng lồ ở nằm ở ngoài biển đó quý vị. Khi mà con mực á, mà nó ở ngoài biển, nó sẽ nằm sâu ở trong cái lòng biển bao nhiêu cây số ở dưới. Mà cái con mực này nó rất là bự, thành ra những cái tentacle của nó là những cái râu mực nhỏ xíu á, lâu lâu á, cái nó mới
nó mới trồi lên trên mặt nước á quý cả nhà, nó nổi một hai cọng ở trên đó đó. Rồi có khi mà cái lá hay cái cây gì nó đi qua, nó đập qua một cái á, thì những cái tentacle đó, những cái râu mực đó, nó sẽ lọt xuống ở dưới cái mặt nước. Thành ra khi mà mình nhìn ngang cái mặt nước đó đó, mình đâu có thấy con mực, mà mình không có thấy những cái râu của nó. Thành ra khi mà quý vị thấy vậy thì quý vị có nghĩ là mình đắc rồi không? Không có. Tức là cái sự tham sân si của mình giống như một cái con mực nó nằm ở sâu ở trong đại dương vậy á. Quý vị thấy kinh khủng vậy không? Thành ra khi mà mình ngồi mình tu á, thì con mực á, mình nó nhét xuống từ từ, nó lọt xuống ở dưới á. Mình dùng cái định mình đè con mực xuống dưới nước vậy đó. Cái thân nó đã không thấy rồi, mà lâu lâu những cái tentacle tham sân si nó nhỏ nhỏ, nó lọt lên trên rồi nó lặn xuống, cái mình tưởng là mình hết, không có đâu. Quý vị cứ tưởng tượng đi, nguyên một con mực, nguyên cái tâm tham sân si, mình còn một cục dần dần ở đó. Chắc chắn là như vậy, không có đắc ở đâu hết á. Thành ra cả nhà nghe vậy, ráng tu nha, không có đắc đâu, đừng có làm biến. Cái chỗ này nè, là cái, Nguyên Như xin lặp lại nè, ở cái giai đoạn này, hành giả không thể tiếp tục việc thực hành của mình được nữa, cho đến khi mà hành giả nhận ra các cái tùy phiền não này. Và số 10, đây chính là dục cầu. Dục cầu đây, ní cành tí, là hành giả cảm thấy rất là vui thích với các tùy phiền não ở trên và thỏa mãn khi mà duy trì được nó. Do đó hành giả không thể tiếp tục được việc thực hành của mình. Cả nhà thấy sợ không cả nhà? Những cái phiền não này nè, khi mà Nguyên Như list ra, Nguyên Như đọc ra đó, thì vị nào cũng thấy trời ơi, biết bao giờ mà mình mới có được những cái phiền não này. Mình á, là phiền não thô, phiền não tham sân si, mà những cái phiền não mà hồi nãy giờ Nguyên Như đọc ra tha sao mà cái phần nào nó cũng thấy nó sao mà thấy phiêu, mà sao thấy nó phê, mà sao thấy nó khó đạt quá vậy trời, giống như trúng số vậy mà chê trời. Cái này thuộc lại là quá dữ ha. Nhưng mà quý vị, khi mà mình có tới phiền não dục cầu này rồi đó, có nghĩa là mình có cảm thấy vui thích với chính cái phiền não kia. Chính cái phiền não đó làm cho cái phiền não số 10 này phát sanh, và mình thích duy trì, mình thích bám giữ, và mình rất là thỏa mãn, mình không có muốn đi tiếp nữa. Cái đó là cái rất là nguy hiểm. Tự vì mình không đi tiếp thì sao? Mình vẫn ở lại chỗ cũ và mình không có đi đâu hết. Mình cũng vòng vòng là con ếch ngồi đáy giếng. Mình chỉ được cái giếng nó sang hơn, nó đẹp hơn, nó sạch hơn thôi hả cả nhà. Chứ nó vẫn là cái giếng và mình vẫn là con ếch. Hoặc dù con ếch mình có đẹp hơn chút, đẹp trai hơn một chút, nhưng mà nó vẫn là con ếch và ở trong cái đáy giếng đẹp. Cả nhà nhớ vậy ha. Rồi Nguyên Như xin đi qua cái phần thô số 6 là đạo tri kiến tịnh, hay có sách còn gọi là tiến hành tịnh. Patipada Jnana Dasana Visuddhi. Patipada Jnana Dasana Visuddhi. Thì đây là tuệ kinh hải, một cái, Nguyên Như xin sám hối, đây là một cái sự kinh hải và chán trường về danh và sắc. Nội dung là quán chiếu tam tướng trong danh sắc. Thì cái phần số 6 đây sẽ gồm rất là nhiều cái tuệ, tầng tuệ ở trong đây. Tầng tuệ thứ 4 là tuệ sanh diệt, tầng tuệ thứ 5 tuệ biến diệt, tầng tuệ số 6 tuệ kinh sợ, tầng tuệ thứ 7 tuệ khổ, tầng tuệ số 8 tuệ chán nản, tầng tuệ số 9 tuệ muốn giải thoát, tầng tuệ số 10 tuệ quán chiếu trở lại, tầng tuệ số 11 tuệ xả hành, và tầng tuệ số 12 là tuệ thuận thứ. Thì trong cái sự kinh hải và chán trường danh sắc này, thì mình sẽ có được 9 cái tầng tuệ, nó nằm gọn trong cái tiến hành tịnh hay là đạo tri kiến tịnh. Và tới cuối cùng là cái tịnh số 7 là tri kiến tịnh nhà ná đắc xá ná quý xuất thí, là mình sẽ có 4 thánh đạo, 4 thánh quả, có cả 19 cái trí phản kháng. Ở đây tổng cộng gồm có 27 cái thánh trí. Thánh trí thì trong cái tầng tuệ ở đây đó, cái mình sẽ có 4 cái tầng tuệ cuối cùng là tầng tuệ số 13, tuệ chuyển tộc, tầng tuệ số 14, đạo tuệ, số 15, số 15, quả tuệ, và số 16 là tuệ phản kháng. Thì trong cái tri kiến tịnh này thì quý vị sẽ thấy thánh trí sẽ từ sơ đạo trở lên. Và bốn cái
bốn cái tầng thánh đạo, thánh quả sẽ nằm gọn ở trong cái phần số 7 là tri kiến tịnh. Thì khi mà mình phân tích theo tam học đó, quý vị thấy cái phần tịnh thứ nhất là giới tịnh á, thì nó là giới học nè. Cái phần tâm tịnh là định học. Rồi từ cái phần tịnh số 3 cho tới sự tịnh số 7. Tịnh số 3 cho tới tịnh số 7 là kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, đạo lộ tri kiến tịnh và tri kiến tịnh thì sẽ là tuệ học. Rồi còn cái phần tâm tịnh đó là định học. Thành ra cả nhà thấy không, trong cái bài kinh Trạm Xe này, giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh sẽ đi song song, là nó giống như là có nghĩa là mình có ở bên kinh mình có là giới, định, tuệ học, thì ở bên đây cái phần Vipassana pháp hành đó mình sẽ có giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh dài cho tới tri kiến tịnh. Thì mình sẽ phân loại ra như vậy, phân tích theo tam học đó cả nhà. Rồi các mình hình ảnh mà minh họa thì cái phần giới tịnh như là mình cắt cỏ như vậy á, cái phần tâm tịnh là như đá đè cỏ, và từ cái phần kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, đạo tri kiến tịnh và tri kiến tịnh thì như là nhổ cỏ tận gốc. Này á, tri kiến tịnh này chính là pháp thành rồi. Cái phần mà tri kiến tịnh là pháp thành, rồi cái phần đầu tiên từ giới tịnh đi qua tới cái tịnh số 6 đó chính là pháp hành. Thì mình từ cái bước thứ nhất mình đi tới bước thứ 6, còn thứ 7 là pháp thành. Là bây giờ Nguyên Như đã trình bày xong cho cả nhà. Wow, cũng vừa thời gian hả cả nhà. Trình bày cho cả nhà qua cái phần là thất tịnh. Thì khi mà mình học cái 16 cái tuệ minh sát, rồi mình đi qua một cái phần là thất tịnh nữa, thì khi mà cả nhà ôn bài lợi đó, mình lấy cái hai cái bài này mình đang xuyên vào nhau, giống như mình lấy hai cái bàn tay đó mà mình đang chéo vào nhau, mỗi cái ngón tay nó đang chặt chẽ như vậy đó. Thì khi mà quý vị ôn bài như vậy á, quý vị sẽ hiểu sâu sắc hơn là tại sao mà trong sách ghi là giới tịnh, rồi tâm tịnh, rồi kiến tịnh, rồi đoạn nghi tịnh, rồi đạo phi đạo tri kiến tịnh, rồi đạo tri kiến tịnh, xong rồi tại sao gọi là tri kiến tịnh, thì mình sẽ rõ ràng hơn về cái phần này. Nguyên Như định á, là cái hôm nay là mình sẽ đi qua cái phần mà Tham Má Chắc, tức là trong cái ba luân 12 chuyển, kinh chuyển Pháp Luân. Mà thôi, cái tuần sau đó cả nhà, Nguyên Như xin thông báo là tuần sau thì nhóm Nguyên Như Kỳ Viên đã đi xuống và khánh thành cái đại lễ, khánh thành đại niệm xứ với sư phụ Kim Triệu. Thành ra nguyên một ban Nguyên Như Kỳ Viên đi hết rồi. Thành ra xin phép thầy Kinh là tuần sau đó là mình sẽ nghỉ một tuần với thầy Kinh. Nguyên Như nhắc như vậy ha quý vị. Cái phần của Nguyên Như á, thì Nguyên Như vẫn còn ở đây. Thành ra Nguyên Như vẫn ôm cho cả nhà được ba luân 12 chuyển. Nhưng mà thầy Kinh á, thì tuần này mình vẫn học. Còn cái tuần sau đó có nghĩa là ngày 9 nha quý vị. Tháng 10 ngày 9 là ngày đó mình sẽ nghỉ một buổi thôi. Thì sau đó đó thầy sẽ dạy lại. Tự vì thầy nói là đi hết cả đám hết rồi, không có ai ở đây dạy cho ai, có một hai người à. Thôi quý vị ở nhà mạnh giỏi ha. Tự Nguyên Như đi lễ một chút xíu, sẽ đi đến một tuần. Sẽ đi đến một tuần lận. Thành ra không biết trong lớp có ai. Thôi bữa đó xin chị Kim Nhung nè, rồi anh tất cả những quý vị còn lại đó, cứ phụ sư tâm giùm cả lớp ha. Dạ. Ở bên Nguyên Như, còn thứ bảy là ở bên chị đó chị Nhung. Dạ dạ, con sẽ gửi cho sư lại. Dạ bây giờ tới cái phần mà cải chánh tri kiến, Nguyên Như có thể mời sư huynh lý. Hồi nãy giờ Nguyên Như có sai sót chỗ, nhiều khi Nguyên Như nói mà nó ba trật ba dù, có Nguyên Như xin mời huynh lý có thể lên trại cải chánh tri kiến cho Nguyên Như cũng như ôm một chút xíu cho lớp học. Dạ Nguyên Như xin mời huynh ạ. Dạ Nam Mô Bụt Đà, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai.
Con xin trí kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo và Hồng Ân của Tam Bảo. Con xin đảnh lễ chư quý sư tổng quát. Con xin kính chào chư các cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Nói cả chánh tri kiến thì không dám, nhưng mà cái bài, cái sự trình bày của Như thì theo cái dàn bài thì nó đã khá là rõ ràng. Tuy chúng ta không có đi vào chi tiết từng chi tiết nhỏ, nhưng mà nó, cái sự tổng quát này nó cũng là nó khá rõ ràng trong một cái dàn bài của Thất Thần Tịnh. Thì thật ra thì bảy cái phân tịnh này ở trong Trung Bộ Kinh, thì cái bài kinh Trạm Xe đó, chúng ta cũng có thể học được cái bảy cái thân tịnh này ở trong cái bộ Thân Tịnh Đạo của ngài Bố Thái Vô Xá là ngài Giác Âm đó. Thì chắc lẽ ngài soạn trong tâm ra ngài lấy cái phần trong kinh là như vậy. Có một cái điều hồi nãy Nguyên Như có đưa ra là vấn đề mà một số người cho rằng trong 16 tuần tuệ này có người sẽ đắc được cái tuệ này tuệ kia, nó không theo thứ tự. Và ngài Kim Triệu có đính chính là nó phải theo thứ tự. Sự thật thì nó phải theo thứ tự là vì sao? Là vì có một những cái tầng tuệ từ cái tầng tuệ từ số 1 tới 12 đó, nó gọi là phàm tuệ, và từ 13, 14, 15, 16 nó gọi là thánh tuệ. Thì phàm đi tới thánh chứ không thể nào mà vui vui rồi có thể nhảy vô tuệ thứ 16, 15 hoặc 14 hoặc 13 rồi trở lại số 1, số 2 được. Cái điều đó là cái điều nó có thể là nó inherent tới nó là và sư thức, chắc có lẽ là sư Giác Nguyên đã thành Phật rồi cho nên là sư trở lại sư đi dạy. Nhưng mà cái vấn đề ngày không sư phụ của Nguyên Như là ngài Kim Triệu đã nói là nó phải theo thứ tự như vậy. Thực ra thì ở bên Miến Điện hoặc là tiếp xúc các vị thì họ cũng phải nói theo thứ tự, phải có cái tuệ phân biệt danh sắc, rồi phải có cái tuệ biểu tri các pháp nhân quả. Mình phải thấy danh và sắc, hoạt động của danh và sắc, và hoạt động và cái sự tác động từ cái danh nó qua sắc, thấy được cái danh và sắc, thấy được cái nhân quả của nó có tiến trình như vậy. Chứ không thể nào là đi ngược, đi xuôi theo một cái gì đó nó mất trật tự được. Nó gọi là một cái tuần tự pháp. Thì chắc có lẽ là mỗi người trong cái tiến trình của họ, họ có những cái kinh nghiệm, những cái sự nhận thức. Đương nhiên là cái theo cái pháp vô thường thì tính tấn niệm định tuệ, tuy là nó pháp ngũ lực ngũ quyền nó như vậy, nhưng mà trong cái quá trình mà của thiền quán, chúng ta cố gắng nó quân bình, nhưng mà nó không bao giờ nó bình bình mà nó năm cái bằng tháng như nhau được theo cái pháp vô thường. Thì có khi cái niệm nó mạnh, có khi cái niệm nó yếu. Cái khi nó niệm nó mạnh thì nó, hoặc là nó vững, thì nó thấy được những cái trạng thái nào đó, thì lúc đó lữ tri theo pháp học hoặc là pháp hành. Còn cái pháp thành thì có những lúc thì phải chứng đạt tới những cái tuệ 14, 12, 13, 14, 13, 14, 15, 16. Thì cái đó là với chúng ta thì chúng ta thấy rằng nó có sự tuần tự thì nó hợp lý hơn. Chúng ta học từ lớp 1 cho tới lớp 12 rồi mới 4 năm đại học, chứ có ai mà vào mà học trình độ toán của lớp đại học xong rồi trở lại học lớp cộng trừ không, thì cái điều đó nó... Thôi thì cái điều quan trọng nhất là đúng rồi đó, chúng ta cứ kinh nghiệm trong cái sự thực hành, rồi từng bước từng bước từng bước thì chúng ta cũng sẽ nhận thức được. Trong cái chuyện từng bước, có xin nói thêm một cái điều này nữa cả nhà. Thật ra là không có cải chính tri kiến gì, là vì hồi nãy Nguyên Như có trình bày cái phần mà 10 những cái phiền não mà nó ngủ ngầm mà nó hiện bày ra trong những cái điều mà chúng ta nói là chúng ta bị dính mắc trong những cái định, những cái hỷ, những cái an tịnh, những cái lạc đó. Tuy rằng những cái điều này là nó nằm ở trong đạo phi đạo tri kiến tịnh, tức là sao? Tức là có những cái hiện tượng chúng ta phóng ánh sáng, phóng một quang,
nó xảy ra như vậy. Có một số người lại lầm tưởng cho rằng đã đạt được, và cái sự lầm tưởng này nó cũng thuộc loại là một thuộc cái loại gọi là phiền não ngủ ngầm. Nhưng mà có một điều chúng ta cần phải lưu ý ở đây là tu mà đạt tới, mình phải dùng tức cái từ đạt tới là vì nó cũng đạo phi đạo tri kiến tỉnh, tức là cũng là tầng thứ năm trong cái thất tinh tịnh đạo rồi đó. Phải hiểu biết một điều rằng cái người mà không tu, không ngồi hành thiền là không bao giờ mà tới được cái trạng thái này. Tuy rằng cái trạng thái đó cũng là một những cái sở tri kiến nó cũng còn thuộc loại phàm, tức là chưa có đắc đạo đắc quả gì cả. Nhưng mà giống như là một cái người đào đất trồng cây đó, càng đào ngoài thì càng vẫn càng cũng còn thấy đất để đào, nhưng mà càng đào thì cái đất nó càng sâu dần. Và cũng giống như cái ví dụ của con bạch tuộc mà hồi nãy Nguyên Như đã đưa ra theo cái lời dạy của sư Pháp Thanh làm sao, tức là chúng ta thấy được những cái chân, những cái tentacle của con bạch tuộc là chúng ta chưa thấy được hết nó, nhưng mà thấy được những cái điều đó, đó cũng là thấy được, là bắt đầu thấy được cái dấu vết của nó rồi, chứ nó thực sự nó nằm sâu ở trong cái tâm thức lắm. Nó hiện bài, nó chi phối chúng ta trong từng cái suy nghĩ hành động, và vì nó là tập khí và thói quen, cho nên là hoạt động theo cái chiều hướng thuận của tham và sân si đó, của thế luân đó, chúng ta không nhìn thấy nó được. Nhưng mà nhờ có cái tu á, nhờ có cái tu rồi bắt đầu những cái hiện tượng này nó đã xảy ra. Tuy rằng những cái hiện tượng này là những cái hiện tượng nó cũng chẳng, theo kinh sách thì được định nghĩa là nó không phải là một cái gì đó để mà chúng ta hoan hỷ mừng rỡ, là vì nó cũng còn phạm, nó cũng là hiện tượng thôi. Nhưng mà thấy được là điều quan trọng, vì thấy được nó có cơ hội để diệt nó, vì nó thuộc về phiền não. Phiền não là chúng ta phải thấy được mới chúng ta diệt nó được, chứ không thấy được thì không cách gì mà diệt được nó. Một cái kẻ ăn trộm mình thấy nó núp ở đâu được mình mới bắt nó được, chứ không thấy nó làm sao bắt nó, không biết nó ở đâu mà bắt nó. Cho nên là khi các vị hành giả hành thiền có những cái hiện tượng này xảy ra, không mừng, nhưng mà nó cũng là đánh dấu được những cái tiến trình, những cái bước ngoặt trong cái con đường tu hành. Là đương nhiên là như nãy Nguyên Như nói là đừng vội mừng, hãy cứ đi tới nữa đi, là vì con đường nó thực ra xa hay gần mình không có thể nào nói được. Nhưng Nguyên Như, mỗi người có cái duyên và có cái nghiệp, cái phước của họ khác nhau, còn cái chuyện xa hay gần chúng ta không nói, mà chúng ta ở đây nói rằng vẫn còn phải đi tiếp nữa. Còn cái chuyện nửa ngày, một tháng, một giờ, hoặc là 7 ngày, 7 tuần, 7 tháng, 7 năm, cái đó là chuyện của mỗi người, chứ chúng ta không có đưa con số vào, chúng ta không có dùng tưởng, chúng ta không dùng tưởng nó là một ngàn ngày, 100 ngàn ngày hay gì nữa, không Pháp không có nói điều đó, chúng ta không thêm điều đó vô nha. Nhưng mà ở đây xin đưa ra một cái kinh nghiệm là những cái hiện tượng này khi xảy ra đó, không mừng là vì chúng ta chưa đạt được cái gì, nhưng mà cũng nên dựa qua cái điều đó để mà nhận thức được rằng đây là những cái bước ngoặt, những cái sign, những cái điều đó mà dựa qua đó chúng ta biết được là những cái hiện tượng này để xảy ra thì thí dụ như phỉ lạc nhiều quá, an tịnh nhiều quá thì biết là ồ định còn nhiều quá chẳng hạn, thì quân bình lại trong cái chuyện mà trong ngũ lực ngũ quyền tính tấn niệm định tuệ thì dùng tấn lực nhiều hơn. Tính chính vì cái những cái hiện tượng mà hỷ rồi an tịnh rồi định đó là do cái định mạnh mới có những cái trạng thái đó, hoặc là niệm nhiều bắt đầu nó bước qua định nhiều, niệm định tuệ. Thì qua những cái dấu hiệu đó thì chúng ta nhận thức được rằng cần phải tấn nhiều hơn, cần phải đi tiếp nữa. Chứ tấn ở đây đi tiếp nữa, nó là energy, là effort, chứ không dừng lại. Không lo, vì chúng ta nhận thức được những cái điều đó. Cái khó là cái là không nhận khi nó hiện bài mà không nhận thức được, mà chìm sâu, chìm đắm trong nó, trong cái trạng thái mà như nãy nói là phê trong nó đó. Cái trạng thái phỉ lạc, an tĩnh, ôi, nó chìm sâu trong đó, ngồi luôn bao nhiêu tiếng nó cũng được, tại vì nó quá an tịnh rồi, nó quá phỉ lạc. Nhưng mà cái quan trọng là
niệm được ra nó, ý thức được nó, và chúng ta đi tiếp nữa để duy trì cái chuyện mà quán sát trong cái danh và sắc, để đi tới cái chuyện mà liễu tri được tam tướng vô thường, của não, vô ngã. Cái điều đó là quan trọng, và thấy được những cái bước ngoặt này là cũng là một cái phần thưởng lớn cho giống như thì nhất là đó là trạm xe, cái người đi đường xa đói khát mà ghé có một cái quán ăn dọc đường có thể uống được ly trà làm cái điều cũng là mừng. Chứ mà đến một cái quán thì có cái quán bản hiệu thì biết rằng nó đã nó nằm ở trong cái vị trí nào, biết rằng con đường của mình đã đi nó còn bao xa nữa, cũng có một cái dấu hiệu nào đó, nó còn hơn là bị đi lạc. Dạ, thì cái điều đó là cái điều xin chia sẻ như vậy để chúng ta biết, để mà chúng ta không dừng lại. Cũng tuy nhiên nó cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta ý thức được cái quá trình đã được đi. Dạ, thì xin chia sẻ cái sự suy nghĩ như vậy. Ở đây ngoài những cái trong cái pháp này ra, còn có những cái vị nào có những cái kinh nghiệm nào thì kính cho cả nhà xin rất là hoan hỷ để có thể tiếp thu và chia sẻ những kinh nghiệm này, để mà những cái dấu ngoặt ở trong cái con đường chúng ta hành trì trong cái cho cái việc tu, để mà giúp đỡ với nhau trong con đường đi đến đạo quả, giác ngộ và giải thoát. Nam mô Bụt Đà, Nam mô Tham Mai, Nam mô Soạn Khải. Dạ, xin kính gửi micro trả lời cho đạo tràng. Dạ. Dạ, sa thú sư Vinh Lý. Thì Nguyên Như thấy là qua cái bài thất tịnh này, mình có thể dùng đó giống như là một cái kim chỉ nam. Thì nếu mà mình là một người tu đạo, mình muốn vừa học vừa hành, thành mình có thể dùng cái này giống như một cái kim chỉ nam để mình nhìn thấy mình đang đi ở tới chỗ nào rồi ha cả nhà. Thì cái đó cũng rất là hay, và mình có nhiều thứ để mình so sánh, để mình học hỏi. Và cái này cũng là một gọi là một cái guideline, cái bảng dẫn đường cho mình. Dạ, con xin thỉnh Chư Tăng, con xin thỉnh Sư Nguyên Thông có thể góp ý với tụi con hôm nay cái bài học ra làm sao. Sư có thể nói vài lời phân tích theo những cái mà Sư thấy con nói sao, Sư có được không, Sư có con có trật sai chỗ nào, xin Sư có thể cải chánh chi kiến để lớp cùng học. Dạ. Dạ, theo kinh nghiệm của Sư, dạ con xin dâng bích lại cho Sư Nguyên Thông ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đạo tràng, kính thưa sư phụ. Dạ. Lát nữa ăn. Ok. Mặc dù không có theo dõi được bài, nhưng mà Sư nghe con nói thì rất là hay, rất là hợp lý, nghe rất là hiểu. Nhưng mà chỉ có kẹt cái là không có bài, cũng có theo dõi được thôi. Nhưng mà nghe thấy không có cái gì sai trái, chúng con rất là hay, rất là đúng. Sư cũng học được nhiều điều trong đó. Còn bây giờ cho mai là cho con đi, ok. Sa thú Sư Nguyên Thông. Dạ, con xin có thể thỉnh bằng tay của Sư Thanh Tâm được không ạ? Con không có biết Sư còn ở trước mic hay không. Con xin kính thỉnh Sư Thanh Tâm. Con thấy hình như là Sư Thanh Tâm không còn ở trước máy nữa. Dạ, con xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, sau đó xin kính mời chị Nguyên Trang có thể hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Tu sap bơ ta sap bơ bu tha nu pha ve na sa da so thi pha vang ba tu sap bơ mang ga lang ra khang tu sap bơ de ba ta sap bơ da ma nu pha ve na sa da so thi pha vang tu te ba tu sap bơ mang ga lang ra khang tu sap bơ de ba ta sap bơ sang kha nu pha ve na sa da so thi
và văn tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ qua đức của chư Phật, do nhờ qua đức của giáo pháp, do nhờ qua đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ kính cảm ơn Sức Nguyên Như và Huynh Lý đã chia sẻ Phật Pháp ngày hôm nay. Dạ kính cảm ơn rất là nhiều. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính Pháp ạ. Ya deva ta santi vihara vasini tu ve kare bodhikare tahin tahin ta dhamma dane na pavantu pucita so ting karonte ta vihada mandale thế ra cha mắt cha na wa ca cha phết kha vô sa ra mi ca đa na pati upasaka gama cha đề sa ni gama cha ít sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la pu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta a tha wo ba pa ti ca ni ya ni cam tham ma wa rang pa ti cha te sam be tu kha sa ka ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mô tham ma tha ra cha pung ga ra sang kho ho tu sa mang go a a wa an tha cha cha hit tha cha hit tha ya cha am he ra kha tu sak tham mô sam be pi tham ma cha ri no wit ten sam pa pu ne ya ma tham ma ri pa yam ba we đi tê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngụ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và một lần nữa con kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng và tham gia buổi học nhóm ngày hôm nay. Kính cảm ơn Xích Nguyên Như đã dành thời gian của mình để soạn bài và cho ôn bài cho lớp học. Sa thú Xích Nguyên Như. Và cảm ơn Huynh Lý đã lên góp thêm những cái ý kiến để cho đạo tràng hiểu rõ hơn. Sa thú. Và sau đây con kính mời đạo tràng trở lại room vào ngày mai vào lúc 9 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn, tức là 8 giờ sáng giờ Việt Nam. Ngày mai sẽ là ngày thứ năm giờ của sư pháp tính. Và con kính mời đạo tràng trở lại ạ. Dạ, sau đây con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, xá thời điều an lành ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính tạm biệt đạo tràng. Con xin xuống mít ạ.